Thông tin về dự báo thời tiết. Sáng nay Nam Bộ trời khá đẹp và nắng ráo. Dự báo sang chiều mưa dông có xuất hiện hay không thưa chị Hồng Quyên? Dạ, mến chào anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Nam Bộ thì vẫn đang trong thời kỳ mưa nhiều bởi vì do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, dồn ẩm từ biển vào sâu trong đất liền. Vì thế mà trời chỉ tạm tạnh ráo vào sáng nay thôi. Đến chiều tối thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến là từ 20 cho tới 50mm, có những nơi còn vượt trên 80mm. Bên cạnh mối nguy hiểm từ sấm sét, gió giật mạnh thì lượng mưa 80mm mà dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn sẽ khiến cho nước không kịp thoát và dễ gây ngập ở những tuyến đường trũng thấp. Thời điểm mưa ngập thì có thể trùng với khoảng thời gian là giờ tan tầm, khiến cho việc di chuyển sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu mà quý vị đi bằng xe máy thì chúng ta nên đi chậm thôi và giữ đều tay ga, duy trì ở số 2 với các loại xe số. Tránh xa những loại xe có tải trọng lớn bởi vì chúng có thể tạo ra sóng và gây ngã đổ những xe đi kế bên. Còn nếu đường mà ngập sâu quá nửa bánh xe, an toàn nhất là quý vị nên chuyển hướng và đổi lộ trình. Mưa sớm từ đầu giờ chiều cho nên bầu không khí ở Nam Bộ ngày hôm nay khá là dịu mát. Nhiệt độ phổ biến tại Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác của khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ là từ 29 đến 31 độ. Còn đối với khu vực Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, không nơi nào vượt quá 31 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết dành cho thành phố đảo Phú Quốc. Dự báo trong chiều nay thì trời mưa dông ngắt quãng, có những nơi mưa vừa và mưa to. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang cảnh báo sẽ có mưa dông, có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, gió khoảng cấp 7 đến cấp 8. Còn ở khu vực từ Bình Thuận cho tới Cà Mau cảnh báo mưa dông, có thể đi kèm với lốc xoáy, sấm sét và gió giật, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.